Sáng ngày 11 tháng 6, ông Nguyễn Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết, tối ngày 10 tháng 6, một số người dân sống gần ngã ba Tịnh Bắc, xã Tịnh Bắc đã phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, bị bỏ trong một túi ni lông, treo lên chiếc xe máy của người dân dựng bên đường. Trước đó, vào tối ngày 10 tháng 6, người dân ngồi tại quán nước gần khu vực Ba Gia, xã Tịnh Bắc nghe tiếng khóc của trẻ phát ra từ chiếc xe máy của một người làm nghề trang điểm, đang để ở ngoài đường nên đến gần xem sao. Đến nơi thì thấy trên chiếc xe có treo một bao ni lông, trong bao có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đang khóc. Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương và đưa bé đến một phòng khám gần đó để kiểm tra sức khỏe. Được biết, sau khi nắm thông tin, một cặp vợ chồng hiếm muộn đã liên hệ xin chăm sóc và nhận nuôi bé. Hiện bé đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi ở tỉnh Quảng Ngãi và đang được cặp vợ chồng này chăm sóc.